xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho bác một mẫu loa, có thể là một trong những dòng loa hay nhất trong dòng Bass 30 các bác nhé. JBL 61202 phiên bản loại 1, trong tất cả các loại ở trên thị trường các bác nhé. Riêng phiên bản JBL nhé em, thứ nhất, đầu tiên đó là cái tem này là tem nhôm các bác nhé, không phải tem nhựa. Và cái e-căng này các bác có thể nhìn thấy nó rất là khôn các bác nhé, nó rất là khôn. Và tiếp theo đó là một lớp sơn chống trời trước, nhìn tất cả các thứ đều rất là khôn. Sơn này thì chỉ như em làm được thôi. Và ở đằng sau đây là nhôm các bác nhé, đây là nhôm này, không phải nhựa hoặc là bất kể một cái tấm gì đó chất lượng kém hơn. Và toàn bị bộ đều được trang bị ốc lục giác hết các bác nhé. Và đây là củ bát của nó, rất là khủng khiếp đúng không ạ. Đây là phân tần, các bác có thể nhìn thấy phân tần rất là khủng bố, và có hai bóng đèn chống cháy chép ở đây. Tất cả đều như em dùng loại cao cấp đều dùng phân tần này các bác nhé. Cái phân tần này tiếng chép rất là hay và nó được bảo vệ bởi hai bóng đèn này, rất là hay. Và âm thanh phát ra thì rất là tuyệt hảo. Không thành câu sợ dần vùng về không còn xa. Vang S600 1.200.000 đồng và một con đẩy Lexo ở đây 3.500.000 đồng các bác nhá. Chưa sử dụng lưng tiếng, chưa sử dụng bất kỳ can thiệp gì vào cái hệ thống âm thanh này, âm thanh rất hay. Ở đây em đang kết nối qua con này. Trung âm của nó rõ ràng và tép của nó rất là tách bạch các bác nhá, rất là nhẹ, rất là tĩnh đách, và chất lượng hoàn thiện của nó cực kỳ cao. Bên em bảo hành cho bác là 2 năm. Ok, và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video clip sau. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh mình nhé. Em cảm ơn tất cả các bác ạ.